Vừa rồi là những nội dung chính có trong bản tin Nhà đất và Đầu tư. Thưa quý vị, hôm nay huyện Phúc Thọ tổ chức đấu giá 39 thửa đất, không nóng như ở hai huyện Thanh Oai và Hoài Đức. Cuộc đấu giá này thu hút 360 người với hơn 650 hồ sơ tham gia. Giá trúng thửa đất cao nhất gấp gần 3 lần giá khởi điểm và cũng cao hơn mặt bằng trong khu vực. Mặc dù vậy, sau khi có kết quả, các lô đất lại được cò giao bán chênh từ 300 đến 600 triệu đồng. Đây là hình ảnh trước khi diễn ra phiên đấu giá 30 thửa đất ở khu dọc chanh xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ. Sức nóng tại đây chẳng khác gì phiên đấu giá diễn ra cách đó vài cây số. Và ngay sau khi có kết quả, giao dịch bắt đầu sôi động. Phía sau lưng tôi đây chính là thửa đất có ký hiệu DG12 thuộc khu đấu giá dọc chanh xã Trạch Mỹ Lộc. Trong cuộc đấu giá ngày hôm nay có mức giá trúng là 33,6 triệu đồng một mét vuông. Và với diện tích là 96 mét vuông thì thửa đất này có giá trị là hơn 3,2 tỷ đồng. Và ngay sau phiên trúng đấu giá thì hiện tại đang được giao bán chênh đến 600 triệu đồng, tức là ở mức hơn 3,8 tỷ đồng. Còn đây là thửa đất có ký hiệu DG06 được trả giá cao nhất, lên tới 60 triệu đồng một mét vuông, gấp 2,5 lần so với giá khởi điểm là 23,4 triệu đồng một mét vuông. Đáng nói, đây là thửa đất có diện tích khá lớn, 148,95 mét vuông. Người trúng sẽ phải bỏ ra tới gần 9 tỷ đồng để sở hữu. Các thửa khác trong khu vực này cũng được trả giá dao động từ 33,6 đến 52 triệu đồng một mét vuông, cao hơn nhiều so với mặt bằng trong khu vực. Nói chung là so với mặt bằng giá này giá hơi quá cao so với khu vực, tại vì đất xung quanh khu vực này nó rơi vào khoảng dưới 40 triệu. Mà hôm nay có những là anh giả đến hơn 60 triệu là quá cao so với vực này. Cái ông đấu giá là hơi cao. Chúng tôi là muốn mua dân trong làng này là muốn ra mua lấy một lô đi kiểu các cháu nó ở thế, nhưng mà cao quá mua lên 35 mà không được. Giờ đến 40 mới trên 60 thì dân không lắm được. Mà đây hôm nọ đây dân người ta đang nọ bán có 35 mà có nhà rồi. Tại khu Đồng Phương, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, giá trúng của 9 thửa đất lại không nhiều đột biến, quanh mức từ 24,6 đến 26,6 triệu đồng một mét vuông, so với giá khởi điểm là 19,8 triệu đồng một mét vuông. Một chi tiết đáng chú ý là dù có vị trí xa hơn rất nhiều, nhưng huyện Phúc Thọ đã xác định giá khởi điểm cao gấp gần 3 lần so với huyện Hoài Đức. Khoản tiền đặt cọc cũng được nâng lên từ 450 đến 697 triệu đồng cho mỗi lô đất. Qua phóng sự vừa phản ánh tiếp tục cho thấy các phiên đấu giá đất vẫn đang rất nóng. Ngoài mức giá trúng cao thì câu chuyện cùng một chính sách, nhưng việc xác định giá khởi điểm đất đấu giá tại các huyện lại đang rất khác nhau, cũng đang thu hút sự quan tâm. Nơi thấp như Hoài Đức, Thanh Oai, nơi cao như Phúc Thọ hay ở Ba Vì đang đặt ra yêu cầu về sự thống nhất vấn đề này. 8,6 triệu một mét vuông, thậm chí chỉ 7,3 triệu một mét vuông. Hai mức giá khởi điểm lần lượt tại phiên đấu giá đất vừa qua ở Thanh Oai và Hoài Đức dẫn đến tiền cọc cũng thấp. Đây được cho là nguyên nhân khiến hai phiên đấu giá này có số lượng hồ sơ và lượng người đông chưa từng có. Khởi điểm và giá đặt cọc nó rất thấp thì cái lượng người phải tăng lên đấy theo cái nhu cầu thực tế chung là như thế. Mức cọc thấp là một cái hấp dẫn cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá, nhưng mà lại dẫn đến tình trạng đấu giá nó cao quá. Hai huyện Thanh Oai và Hoài Đức xác định giá khởi điểm dựa trên bảng giá do địa phương ban hành. Tuy nhiên, bảng giá đất trước đây đã lỗi thời, chưa kịp điều chỉnh sau khi luật đất đai 2024 có hiệu lực, nên giá khởi điểm rất thấp, tạo sức hấp dẫn lớn với người mua. Giá khởi điểm thấp dẫn đến số tiền cọc 20% của người tham gia cũng thấp và quy định hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong 30 ngày đủ để những kẻ cơ hội đã đẩy giá khu vực xung quanh để kiếm lời và dễ dàng bỏ cọc. Thứ nhất là với cái giá khởi điểm đưa ra đấy là quá thấp, không sát với cái giá trị thực tế dân giao dịch. Thứ hai là hình thức đấu giá cũng không thực tế, đấu nhiều vòng chỉ tạo cơ hội cho nhiều tiêu cực xảy ra. Cái việc đầu tiên là chính quyền các địa phương phải đặt ra cái giá khởi điểm nó sát với cái giá thị trường, để từ đó cái giá được trả nó sẽ không cao. Cái điều thứ hai là cái giá mà đặt cọc nó sẽ cao lên thì cái việc mà người tham gia nó sẽ ít đi và cái việc bỏ cọc nó cũng khó khăn hơn. Bài toán giá khởi điểm vừa phải hợp lý lại vừa hấp dẫn đang khiến các địa phương đau đầu tìm lời giải. Vì vậy, trong công văn mới nhất vừa ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu trường hợp tại khu vực vị trí cần áp dụng bảng giá đất mà giá đất chưa phù hợp với thực tế thì căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh bảng giá đất phù hợp.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm thúc đẩy thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu chuyển mục đích sử dụng nhà ở tại các khu tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội. Hà Nội hiện đang có hàng nghìn căn hộ tại các dự án nhà ở tái định cư còn bỏ trống, rất lãng phí. Nghị định 95/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 2023. Đáng chú ý có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền chuyển đổi công năng nhà ở tái định cư sang làm nhà ở xã hội. Đây là cơ sở pháp lý để đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi, từ đó góp phần sớm đưa các dự án nhà ở tái định cư còn bỏ trống vào sử dụng, bổ sung thêm quỹ nhà ở xã hội cho các đối tượng còn khó khăn về nhà ở. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp về dự thảo nghị định thay thế nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Dự thảo nghị định lần này sẽ chuẩn hóa quy định thành phần, nội dung hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, bỏ yêu cầu cung cấp các thông tin giấy tờ pháp lý đã có trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, loại bỏ một số trường hợp yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, gộp một số lĩnh vực chứng chỉ hành nghề không yêu cầu chuyên môn chuyên biệt. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy mạnh phạm vi phân cấp phân quyền cho bộ ngành địa phương trong thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, bám sát quy định của luật với mục tiêu bỏ những khâu thủ tục rườm rà không cần thiết. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy vừa chủ trì cuộc họp hoàn thiện nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm 4 chương, 36 điều. Trong đó, dự thảo giữ nguyên 4 chương và giảm 8 điều so với Nghị định số 91/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết đầy đủ các hành vi vi phạm, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Các quy định này đảm bảo phù hợp với Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Thanh tra và rõ ràng về mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt trên quan điểm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc vi phạm về pháp luật đất đai, xử lý nhanh vi phạm, tránh kéo dài thời gian để hợp thức hóa sai phạm. Một thông tin đáng chú ý khác đó là theo Nghị định số 100 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 8, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện tăng lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở từ mức 4,8% một năm lên 6,6% một năm. Theo ngân hàng, mức lãi suất được tính toán kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng. Dự thảo nghị định cũng được lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan và người dân để hoàn thiện, thẩm định trước khi trình Chính phủ ban hành theo quy định. Tuy nhiên, đại diện của nhiều hiệp hội liên quan đến bất động sản lại cho rằng, việc tăng trên là chưa phù hợp với bản chất của khoản vay nhà ở xã hội. Mức lãi suất 6,6% không chỉ tăng 1,37 lần với trước đây mà còn cao hơn lãi suất vay 5% của gói 30.000 tỷ đồng. Trước những ý kiến đa chiều, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp thu các đóng góp để báo cáo các bộ, ngành liên quan, từ đó báo cáo trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong lúc này, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương lấy ý kiến các đơn vị về dự thảo tờ trình, nghị quyết điều chỉnh nội dung chương trình 120.000 tỷ đồng theo hướng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng mua từ 3 đến 5%. Đối với khách hàng là chủ đầu tư thì giữ nguyên mức hỗ trợ 1,5 đến 2%. Bộ Xây dựng đã có văn bản thống nhất với đề xuất này, tuy nhiên cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nới tín dụng và xem xét tăng thời gian cho vay là 10 đến 15 năm, đồng thời kiến nghị lãi suất cần xem xét để ưu đãi thấp hơn 3 đến 5% so với ngân hàng thương mại thông thường để hỗ trợ đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Trong khuôn khổ diễn đàn bất động sản công nghiệp Việt Nam do Báo Đầu tư tổ chức, Rocks iPark, tiền thân là TNI Holdings Việt Nam, đã được bình chọn là nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh 2024. Rocks iPark, thành viên của Rocks Group, hoạt động trong lĩnh vực phát triển các khu công nghiệp đã có thâm niên gần 3 thập kỷ, với 14 khu công nghiệp Thuận Ích thu hút hơn 500 nhà đầu tư trong và ngoài nước, với số vốn đầu tư hơn 500 tỷ đô la Mỹ đã góp phần tạo ra hàng vạn việc làm cho người lao động. Tại các khu công nghiệp này, Rocks iPark đã thể hiện rõ nỗ lực giảm thiểu khí thải phát sinh thông qua việc sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, kết hợp các hệ thống năng lượng tái tạo, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên. Ngoài ra, công nghệ vận hành thông minh đã được áp dụng mang lại sự tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, giám sát việc sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc nhanh chóng chuyển đổi xanh không chỉ giúp Rocks iPark bắt nhịp xu thế,
đáp ứng các yêu cầu mới của khách thuê mà còn góp phần chung tay thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia của Việt Nam về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 hướng tới net zero vào năm 2050. Thưa quý vị, từ năm 2026, bảng giá đất mới theo luật đất đai 2024 sẽ được ban hành, tiệm cận với giá thị trường. Vì thế, người dân nên làm sổ đỏ trước thời điểm này, bởi khi có bảng giá đất mới, phí làm sổ đỏ sẽ tăng cao. Luật đất đai 2024 quy định bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo luật đất đai 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế và giá đất tại địa phương. Điều 159 luật đất đai cũng quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Bảng giá đất mới được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính và có cơ sở dữ liệu đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị thửa đất chuẩn. So với luật đất đai 2013, luật đất đai 2024 đã bỏ khung giá đất và bảng giá đất thay đổi 1 năm một lần thay vì 5 năm một lần như trước đó. Bảng giá đất mới được xây dựng trên nguyên tắc tiệm cận với giá đất của thị trường. Do đó, các khoản tiền phải nộp khi làm sổ đỏ cũng sẽ tăng theo. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.